trong mấy lòng con mẹ chịu sầu đi miệng thời mà cay đắng để già thời thiếu hồn bữa cơm ăn không biết miếng ngon lòng mẹ đắng cay thì chua xót về con đêm ngày sang đến hai ân công cha thì ngãi mẹ biết bao tay bao tay mẹ mang con 9 tháng để có thai thì nặng nề thương con thời thì đi sớm về khuya con nơi của ngon thì vật là chả hề ước ao công đi mang mẹ cùng con đi khó nhọc mà ôm đau sang đến ba ân nuôi con vừa tới thang sinh khác nào thì vượt về một mình ái hương kể từ con nơi thập nguyệt mà thái dương mà 9 tháng trông mong cho nó đủ 10 ngày mong đi tới tuần bông đi hoa nở mà liền tay cho đành tâm. Bốn tình dạng gì?